Kính thưa quý vị lãnh đạo, hội đồng giám khảo và toàn thể quý khán giả, chúng ta vừa cùng nhau trải qua hai chương trình đầu tiên của chương trình nghệ thuật Liên hoan hữu nghị mùa xuân do nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc thực hiện. Qua đó, chúng ta đã có cơ hội nhìn lại những nét đẹp của lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Một đất nước giàu truyền thống, hướng về hòa bình và hợp tác với tất cả các nước trên thế giới. Nhưng cũng là một đất nước kiên cường với tình yêu quê hương đất nước sâu sắc, những trái tim nồng ấm và quả cảm của người dân Việt Nam luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ Tổ quốc trước những kẻ thù xâm lược. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón phần trình diễn đặc biệt nhất của chương trình, phần 3 với chủ đề Vinh quang người anh hùng Triều Tiên. Phần 3 của chương trình là các ca khúc ca ngợi lãnh tụ kính yêu và đất nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, thể hiện tinh thần hữu nghị sâu sắc giữa Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên có mối giao lưu lịch sử văn hóa lâu đời, đặc biệt là sự ủng hộ, tương trợ lẫn nhau của nhân dân hai nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển của mỗi nước. Những tình cảm của nhân dân Triều Tiên dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng thống nhất đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam sẽ mãi là tài sản quý báu, là nền tảng của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng, hai nước. Chương trình này cũng là dịp để nhắc nhớ và tri ân những đóng góp của nhân dân Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trong cuộc đấu tranh giải phóng và thống nhất đất nước của Việt Nam, cũng như sự hỗ trợ của Việt Nam trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Sự giao lưu văn hóa và hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực như thương mại, văn hóa, y tế và khoa học kỹ thuật đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị lâu dài. Phần 3 là sự minh chứng cho tình hữu nghị bền chặt và sự tôn trọng lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Đây là nền tảng vững chắc cho mối quan hệ phát triển tiếp theo giữa hai quốc gia vì hòa bình và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Mở đầu là hợp xướng và hòa tấu dàn nhạc Chromilla on the Wing do các nhạc công và ca sĩ của nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc trình bày. Tiếp theo đó, chúng ta cùng đến với ca khúc Voi of My Head do ca sĩ Xuân Hưng thể hiện. Và cuối cùng là màn hát múa We Love the Party Fla do tập thể các nghệ sĩ nhà hát ca múa nhạc dân gian Việt Bắc biểu diễn. Và sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức.